Cái chữ trí thì chúng ta phân ra làm hai loại. Cái thứ nhất nó gọi là trí thông minh về thế gian. Còn đây á, nó thuộc về, cái thứ hai nó thuộc về trí tuệ tâm linh. Trí chia ra vậy. Thế mà cái trí thông minh thuộc về cái thế gian này đó, thuộc về thế gian này á, thì nói về chi pháp á, nó chính là sở hữu tưởng. Mà sở hữu tưởng đúng, sở hữu tưởng nó nằm đây, xúc thọ tưởng nằm trong cái phần số 3 là sở hữu tưởng. Còn cái trí tuệ tâm linh này nó nằm trong sở hữu trí tuệ, nó là chi pháp nằm trong sở hữu trí tuệ. Lần trước sư cô nói rồi, bây giờ hệ thống lại là cái trí thông minh về thế gian này nó thuộc về sở hữu tưởng đúng, thì nó sẽ hiện ra dưới cái dạng đó, chúng ta dùng một cách gọn cho dễ hiểu, dưới cái dạng là gọi là khoa bản, và dưới cái dạng đó là đời thường. Cho nên người có cái phước học lâu đậu đó, học lâu đậu đó. Cái người không có phước được khoa bản nhưng mà làm đâu thì nhớ đó, mà bắt cái công việc làm của mình nó hết sức là bén nhạy. Và nó lại còn có một cái nữa là không những nó bén nhạy mà nó còn phát triển được nữa. Thì cái dạng này cũng là cái dạng rất là thông minh. Và đây là cái dạng mà những cái người đó họ không có cái phước gì khoa bản nhưng mà ở đời họ cực kỳ thành công. Làm việc nhỏ thành công nhỏ, làm việc lớn thành công lớn. Nó cũng thuộc về cái trí thông minh của thế gian. Cho nên không phải chỉ người có học mới được gọi là thông minh. Mà cái người không có biết một chữ nào, nhưng mà cái trí thông minh và đời thường của họ đó, có khi những người khoa bản không bắt kịp họ đâu. Nhưng mà do họ thiếu cái phước về khoa bản cho nên họ bị ngăn che. Họ cứ thi là không đậu đâu, học là không đậu đâu. Cái gì mà vô nhà trường là kể như nó không vô nổi đâu. Nhưng mà ở cái pháp thế gian, mà đây là sư cô nói á, là nói cái đời thường này bén nhẹ về cái thiện nha, chứ hoàn toàn không nói cái vấn đề bất thiện đâu. Bởi vì khi mình nói chữ khoa bản là mình cũng muốn nói cái thiện, chứ không phải mình muốn nói tới cái bất thiện đâu. Nó thuộc về cái thiện. Vì cái lẽ đó mà từ cái chỗ này chúng ta sẽ thấy là thế nào là cái trí tuệ về mặt tâm linh. Trí tuệ về mặt tâm linh như thế này. Anh là cái người có cái phước của người thông minh ở thế gian, có khoa bản à, nhưng mà anh làm điều ác. Làm quan thì quan ăn cắp, làm cái người thầy thuốc thì thầy thuốc vô lương tâm, làm người thầy giáo vô lương tâm, một người buôn bán cũng vô lương tâm, một người sản xuất cũng vô lương tâm. Mặc dù họ rất là bén nhạy, họ mặc dù là họ được học văn đào tạo ra đàng hoàng, nhưng mà cái khuynh hướng của họ là cái khuynh hướng đó, họ đi vào trong cái dính mắc vào trong sự giàu có, dính mắc vào trong danh vọng, dính mắc vào trong quyền thế, họ tham lam. Cái bản chất xấu ác của họ đó khiến cho cái phần trí tuệ tâm linh của họ không khởi sanh là được. Vì vậy mà người ta nói rằng người trí thức cũng ác. Anh có bằng cấp cao, anh có địa vị cao, anh vẫn ác. Trong khi đó có những người, người ta không có bằng cấp cao, không có địa vị cao, không có tiếng tăm gì hết, nhưng mà người ta là người thiện lành. Người ta là cái người thẳng thắn, cái người biết con đường làm người và biết con đường không phải là con người. Thì có cái đó là cái con người bất nhân, bất nghĩa. Còn cái người có nhân, có nghĩa khác. Cho nên cái người mà có nhân, có nghĩa này, nó nằm về cái tâm linh, cái tâm linh sáng suốt. Nó gọi là trí tuệ về mặt tâm linh. Còn cái người bất nhân bất nghĩa là cái người thiếu trí tuệ về tâm linh. Thấy rõ cái này chưa? Thành ra lần trước sư cô mới nói nè,
cha mẹ ngày nay có cái sai lầm đó, đẩy con vào con đường khoa bảng mà không có để tâm đến cái nhân cách làm người của nó. Nhân cách làm người nó thuộc về tâm linh. Và khi mà cha mẹ nó hầu nó hết mức, thì khi mà nó khoa bảng nó ra rồi đó, mẹ nó còn hầu nó rạp xuống mà hầu nó, thành ra tất cả mọi người đó cũng phải hầu nó mà thôi. Còn không hầu nó thì nó hết.